Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà, thì em là Thu Nhiên và hiện tại là em đang ở ấp Phước Hòa của xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay là em sẽ giới thiệu cho cả nhà cùng xem một lô đất nền nằm trong khu dân cư luôn, đường ô tô là tới đất của mình luôn. Với tổng diện tích là 60m2, ngang 4m, chiều sâu vào là 15m, full thổ cư luôn. Hiện tại thì cô chủ đất đang kêu với giá là 700 triệu nha. Cả nhà mình có nhu cầu quan tâm thì có thể đi xem, sau đó là mình sẽ gặp trực tiếp với cô chủ để mà thương lượng về giá cả luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu sơ về cái hướng đi trước ha. Từ cái con đường Lộ Lan mà em đang đứng này nè, cả nhà sẽ rẽ vào một cái con đường đá xanh công cộng này. Đường này là có hiển thị ở trên sổ luôn nha cả nhà. Từ vị trí con đường Lộ Đan này nè, cả nhà rẽ vào trong đây tầm khoảng 50m thôi, tới ngay chỗ vị trí chiếc xe đang đậu á, là tới vị trí đất của mình ha. Tính ra thì từ cái vị trí lô đất này á, cả nhà đi ra tới ngoài đầu quốc lộ 1A ngoài đây trung bình tầm khoảng 100m đổ lại thôi ha cả nhà. Đó chính là mặt tiền quốc lộ 1A. Vị trí ở đây á, là sẽ gần với sát bên bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang luôn. Mình ra tới quốc lộ, sau đó cả nhà rẽ phải á, là mình sẽ đi về trung tâm của thành phố Mỹ Tho, về ngay chỗ vị trí mà bệnh viện đa khoa mới sát bên luôn ha. Còn nếu mà rẽ trái là mình sẽ đi hướng về Long Định Đông Hòa nha cả nhà. Ở đây thì là khu dân cư rất là đông đúc luôn. Cái lô đất mà hôm nay em giới thiệu là nó sẽ nằm trong một cái khu dân cư luôn nha cả nhà. Đường ô tô là vô tới đất thoải mái luôn, và là đường thông nhiều hướng luôn ha. Điện nước wifi ở đây là có đầy đủ luôn, có đường thoát nước rõ ràng hết luôn ha. Sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ luôn. Cả nhà mình muốn đi xem thì mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Em sẽ dẫn cả nhà đi xem rồi mình gặp cô chủ để thương lượng về giá cả nha. Rồi thì cái lô đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho cả nhà mình xem chính là cái lô đất này, sát bên với nhà hàng xóm luôn. Bề ngang 4m là mình tính từ cái phần giáp ranh với nhà hàng xóm ha. Mình đo ngược qua tới vị trí cái cây trụ ở đây là bề ngang 4m, chiều sâu vào hết đất của mình là khoảng 15m ha. Tổng diện tích là 60m2, full thổ cư luôn. Giá là 700 triệu, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha cả nhà. Đất thì nền cao ráo hết rồi. Đây, xung quanh đây là khu dân cư nè. Sát bên người ta cũng đang xây nhà luôn. Sát bên quốc lộ 1A luôn ha. Điện nước wifi thì có đầy đủ hết nha. Rồi thì để em sẽ mở định vị lên cho cả nhà mình cùng xem nha. Trước tiên thì đất của mình mặt tiền sẽ được quay về hướng Bắc nha. Đây cả nhà xem nè. Cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở đất của mình. Đây là đường quốc lộ 1A nè. Đây là ngã tư Đồng Tâm để lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Hướng này là đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 nè. Còn đây chính là bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang. Vô trong này là trung tâm của thành phố Mỹ Tho. Thì từ cái vị trí đất của mình ở đây á, trung bình mình đi tầm khoảng từ 5 phút đến 10 phút thôi, sẽ tới tất cả những cái tiện ích xung quanh đây luôn, như là chợ nè, rồi trường học, ủy ban nè ha. Rồi thì để em xem thử nha. Ở đây thì mình chỉ cần ra ngoài đầu đường thôi là sẽ có những cái tiện ích như là chợ chòm hổm nè, rồi tiệm tạp hóa hay là quán ăn, quán cà phê là đầy đủ hết. Còn nếu như mà cả nhà muốn đi chợ lớn thì mình có thể đi vô trong chợ Xoài Hộp cũng được ha. Từ đây mà mình đi vô trong chợ Xoài Hộp là khoảng 2,3 cây số nha. Trung bình cả nhà đi là khoảng 5 phút. Đây 2,3 cây số, 5 phút thì mình sẽ tới được chợ Xoài Hộp ha. Ngay chỗ vị trí này thì cũng sẽ có siêu thị Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh hay là Thế Giới Di Động đầy đủ luôn nha. Còn nếu mà từ vị trí cái lô đất ở đây mình đi tới Ủy ban, Trạm Y tế hay là trường học của xã Phước Thạnh thì trung bình cả nhà đi là khoảng 1,9 cây số nha. Đây chỉ có khoảng 4 phút thôi, 1,9 cây số là Ủy ban nè, rồi trường trung học cơ sở nè, đó rồi Trạm Y tế, Bưu điện rồi nè ha. Đó, quán ăn, quán cà phê là đầy đủ luôn, trung bình là 1,9 cây số nha. Còn từ ở đây mình đi về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình mà cả nhà mình đi em thấy là tầm khoảng 60 cây số, 1 giờ 11 phút, 60 cây số là mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Đây cả nhà xem thì ở đây là nguyên một cái khu dân cư luôn, sát bên quốc lộ 1A này ha. Rồi, thì nếu mà cả nhà muốn đi xem mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái nha. Ok. À đây. Hướng bên đây thì cũng là cái hướng đường thông luôn. Mình có thể đi thông ra luôn. Mình không còn phải quay đầu xe luôn đó cả nhà. Em sẽ cho cả nhà xem nè ha. Ở đây là thuộc về ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 60 m² nha. Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ, nằm trên mặt tiền đường ô tô luôn. Giá hiện tại chủ đang kêu là 700 triệu nha. Mình có thể gặp trực tiếp chính chủ để mà thương lượng luôn ha. Dạ. Đây, ở đây là khu dân cư này cả nhà. Nó đang xây nhà luôn. Đây, bên này chính là quốc lộ. Mình đi cái hướng bên này thì đường sẽ rộng hơn ở bên kia nè ha. Đó, rồi điện nước wifi có đầy đủ luôn nha. Rồi, thì em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em nha.